Hello cả nhà. Hello cả nhà. Cả nhà. Nay anh ba anh em mình đi mò nữa nha cả nhà. Nay anh em mình ra cống nha, lạnh quá. Quá trời lạnh. À anh Toàn thì bận có nhà rồi cả nhà. Anh Toàn không có theo anh em mình được. Chỉ hôm nay có ba anh em đại chiến á. Anh Toàn cũng bận ra nè. Anh đang cất nhà cả nhà. Chứ không phải là anh em mình giận nhau nha. Có mấy bạn đó anh em mình giận. Đó giờ là không chơi với nhau, không có giận. Thằng Đạt thì đang làm thủ tục để mở tiệm thuốc tây cả nhà ơi. Như cả nhà cũng biết học dược mà. Mình không có làm bác sĩ thì ước mơ của anh em là mở tiệm thuốc tây. Đạt chuẩn bị mở cho nên là thời gian này ít có đi với anh em mình được lắm. Ui, cái đó chờ bả luôn. Đâu. Ui. Ui. Ta cũng vác được đến nè. Đã tháng nhỏ anh ơi. Đã nhỏ không? Đã. Cái nhỏ đã đi. Hết hồn ta đói rồi. Thôi hết hồn rồi chứ. Bỏ vô đi em. Trắng phiếu luôn kìa, mập. Giờ mình nhà. Ô con tát bạc, tát bạc nữa kìa. Anh bắt cá đó trước đi. Bắt tát bạc. Tép trước đi. Tát bạc nha cả nhà. Không phải tôm. Chặn mình chạy anh Trâm ơi. Chặn đi. Lại ra khúc đó mình chặn mình chạy mò. Chặn mò ra hả? Mà mình chạy sợ nó không vô nhé. Lại đi mình chạy sợ nó dội lên. Mình chạy thôi chứ. Chạy anh chạy được 2 chạy à? Chạy đó chạy chạy lên. Đây là cái cống rồi cả nhà. Nước chảy quá thì chảy luôn. Quá trời con cá đấu rồi cả nhà. Hết biết rồi nè. Này cái này mà kho lạc á để. Kho lạc. Rồi. Béo vừa gì. Kho đặt cho bằng cái ha. Ừ. Do nước chảy xiết quá cả nhà mình chạy không được. Giờ mình sẽ chặn miệng chạy ở ngoài này. Anh Trầm nhí sẽ mò ở trong này coi nó có chạy ra chài không. Sao Quỳnh à đúng không gì dạ, anh cát hả tiểu đệ đâu rồi con cát này cả nhà mình lớn đủ sai bắt đủ sai thầy cả nhà. Ừ. Cái đó hả? Cái đó. Ước mơ kho lạc. Wow. Ước mơ kho lạc. Đủ sai nghe cả nhà. Con này bắt được lớn này cả nhà ơi. Ừ. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Cái gì vậy? Đói. Đói. Đói hả? Ước mơ kho lạc của mình chứ dám có mà để. Lạc giùm bằng ha. Khủng quý. Khủng cũng được. Ok, bữa rồi. Miệng chài không biết có gì không nữa nè. Thấy gác nhóc trên. Quá. Miệng chài là chích gác lắm rồi. Thấy có gác rồi đó. Không biết có cá không nữa nè. Cái cục đá gì đó, nó không nằm kìa. Quá trời hang luôn. Gì vậy? Cá đói. Dính nào? Dính. Ghê vậy? Bắt cá gì mà hành động vậy? Trời ơi. Trộm con bạc đất nè. Cái bạc đất này cả nhà. Cầm luôn. Nè mau bắn luôn đi. Đi khoản em ơi. Nào mà bỏ vô giùm luôn nhé. Bỏ luôn vô đi. Thôi trời rồi ai dám ăn cá đó ông ơi. Nó lấy làm dấu. Làm dấu hả? Dữ dằn. Cái chỗ này láng đi nhé. Em mới đang ngồi đó đó. Trời ơi trời. Rồi ra nó ngồi còn hơi nước chảy nữa vậy. Nó láng á. Cái quần nó quá bóng nè. Đó. Ước mơ kho lạc của anh em mình chắc thành hiện thực có dành không. ngon đã thì chơi ở cả nhà thấy ước mơ nhỏ nhoi thôi. Đi ăn kiếm mấy cái gì kho lạc ăn thôi. Ước mơ nhỏ nhoi à. Có hàng không bồ? Có hàng. Hàng gì vậy? Cá đói. Cá đói hả? Này chúng anh cá đói rồi. Chúng anh cá đói thiệt rồi. Điều ước. Rồi.
có lạc nãy giờ không? nãy giờ đủ kho lạc rồi đó. Đủ rồi dở rộng coi nhé. Đủ bộ mà nè ha. Đúng à, 6-7 con là ừ. Nhưng như vậy là con nữa. Ok. Dịch nào? Dịch. Câu chân miền hội. Ờ, cái nói. Ok. Chấm phiếu mà blue ha. Nè, cái đó là cái hội. Thả, cái nhỏ. Cái nhỏ hả? Thằng gì bộ cái rồi bữa nay chúng mổ cái đói này nha nhà ơi. Chúng mổ cái đói đói sao không chưa. Nhỏ thả đi. Nhỏ rồi thả ơ nãy nhờ nhỏ thả bỏ hết đi nha. Ừ. Nó chậm mà thả rồi đó bự, bắt con con màu quá bự được rồi bự được rồi. Mấy đó là mấy bóng cát đó mà bữa nay nó không có bóng cát rồi. Nhớ hả? Dính nào? Dính. Cái này nhỏ quá, mình thả qua đi. Thả. Dục ra khỏi chài luôn anh Trầm để vô chài như vậy. Ừ. Gì vậy? Quá từ rồi. Trời đã vậy. Số 1 luôn chứ. Đâu review kể cáo cát cái bộ. Đó, biết cáo cát ngon này cả nhà. Em nói đi thử rồi mà anh không tin em. Nó đã. Quân sai rồi đệ ơi. Sai rồi không? Quân không tin đệ gì hết. Hết biết nó mập cá. Đủ rồi lại nè. Đủ giống mà nè. Vô, nhảy. Nhảy dữ à. Trời. Gì vậy? Đây nè. Ghê vậy? Hả? Ờ con này bự rồi. Bự rồi. Đâu rồi? Hồi nè. Ờ cái đói nữa ha. Ừ. Chúng ngẫu cái đói rồi. Có đói bự không mà chạy. Ý đập vô con nữa. Đi không chạy. Thiệt. Hay mày. Ghê vậy? Hả? Hai con luôn. Hai con nè. Nhỏ không? Bự. Nghe bự rồi. Bự rồi. Ê cá đối nó không ở hang hay mày? Ở trong mé hả? Nó ở gạt không? Nó có mấy cây. Ở gạt không ạ? Ừ. Ngộn rồi nha. Ê trời. Quá trời. Bữa nay dữ lắm rồi anh ơi. Em thấy anh quá trời rồi nha. Cầm ra chưa kịp bóp rồi có tính biểu diễn. Biểu diễn hả? Biểu diễn. Bên hàng một. Mày đi đâu cho thoát. Thằng Lương Quần. Cái gọng giấu quá. Vậy lần Lương Quần này nhớ hồi xưa bà nội em cũng vậy á. Lần chuyên gia lần Lương Quần. Giờ cái che anh nằm nữa. Kéo mình chạy hết vô rồi. Hết biết trời. Con nãy bên kia. À lặn lưng quẩn hả? Ừ. Con nãy mấy con việc ra. Thấy không? Hai con bằng cỡ rồi. Cỡ luôn. Để lên con cả nhà nói mình sẽ con đi lập lay lập đi lập lại. Trời. Con phú gì ta? Con cầu tôm những cái con phú làm dính gì không hả? Dính gì không tôi dính thiếu nhi không phải bỏ cho rồi. Thiếu nhi vậy ừ. Trời không có rồi cả nhà ơi gác không à cuốn đi nắm cuốn nè trời lủng lỗ vậy cái con gì à dính vậy anh hả nè rồi tiêu luôn cái lỗ cỡ đó lủng nào ta trời lủng hay cái đầy lắm. Đầy lắm. Ừ. Cái này bỏ ra. Hả? Thả ra. Thôi. Về tự nhiên. Chưa sang quá. Thôi để lên về rồi. Coi cô gỡ. Ha. Ừ. Chưa sang quá. Ô, bắt mấy con cá nhỏ.
không có thịt nhiều ăn nữa, xương luôn. Đó, để ơi trời trời, hai ba con luôn chứ, rồi mấy con con gặp luôn hả, chạy con hả, phải không? Nó theo cái chiếc xuồng đó, nó nằm trong cái lồng chảo chiếc xuồng á. Ừ, ở đây có cái chiếc xuồng cũ. Ừ, ở ngoài ngoài giữa cống này cả nhà, có cái chiếc xuồng cũ quay á. Đinh thấy ghê chìm rồi, đinh dữ lắm. Cái này không có xuồng cũ mà chài cá tới luôn. Ừ, mà cái chiếc xuồng này hà một cái với ha thì thôi luôn. Ừ, con cuối cùng về phải không? Cuối cùng chắc đi về quá. Về quá cả nhà. Tối rồi. Tối à? Mù mắt quá trời, mù mắt. 6 giờ mấy, 7 giờ. Tối rộng anh. Ý, cũng cần cái ký à nghe. Dạ. Ừ. Nè. Ừ. Có con siêu khủng nè. Hai con siêu to khổng lồ. Ừ. Trời, đã gì kìa. Về. Ước nguyện con lạc của mình nó không phải thành hiện thực. Trời, sẽ thành hiện thực thôi. Quá ngon. Vậy anh em mình về cả nhà. Về anh em mình sẽ ra kinh rau muống này cả nhà. Bạn mới rau vô để mình chấm với cá là kho bần ha. Cả nhà có ăn rau muống không liên hệ với mình. Rau muống là một kênh luôn nè, kênh anh em mình đi câu cá lóc á. Quá trời rau muống. Đi tỏi vàng rồi cả nhà. Về cho nước dừa vô thôi. Cho thêm miếng nước vô. Cho thêm miếng nước vô nha. Nêm lên cho khoảng nửa muỗng cà phê muối. Cá này con lạc nên mình nêm trước, mình thả cá như sao đó nha. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng canh đường. Tí nước mắm cho nó thơm. Cùng là nước ba. Ừ. Tí nữa. Gái mình cả nhà. Ký ngoài cả nhà. Quá tươi. Cá này bao tươi. Bắt về ăn liền. Mò tới đỏ đèn. Dưới quê hay gọi vậy cả nhà. Đỏ đèn. Là mình đi mò hồi sớm mà tới mở đèn lên mình mới về. Chảo cá luôn. Còn tông siêu khủng. Rồi ăn cá chín thôi. Cá chín mình dạo bằng vô nữa là ok nha cả nhà. Cá chín mình cho bằng vô cả nhà. Nhiều thử trước á. Ừ, từ từ nha, nó chua. Cá kho bần này ngon lắm cả nhà ơi. Ở nhà có bần á, làm thử món này nha. Chua chua nè. Xong, mình sẽ cho hành vào. Chị chiều mưa nha, ăn món này đúng bài luôn nè. Cơm chiều mà giấc này tối. Tối luôn rồi chiều gì nữa. Rồi xong. Cơm chiều, cơm tối. Này tối rồi, mình ăn cơm tối đi. Giờ muốn bây giờ đồng chấm với nước bằng nha cả nhà ơi. Đó.
cơm đi. Mời cả nhà ăn cơm với anh em mình nha. Wow, một mâm cá hết biết rồi. Mời cả nhà làm một miếng cá đối với anh em. Hả? Cảm nhận. Cái nhà ăn cá với này mình nha. Cơm. Không. Còn cái này nhưng mà cái đó là mùa của mình đây nè. Là nước mặn nó lên tới giờ nó hở. Cảm ơn. Nhà có ăn cá câu lạc dùm bần chưa? Ngon kỳ quá. Ngọt, đậm chua của bà nãy, có nước ngọt của nước dừa. Cực kỳ béo nha. Cá như nước bằng. Đảm bạc. Mà phải rất ngon ha. Ngon. Quá đã. Quá ngon cả nhà ơi. Ngon á. Bằng à. Nên ngon cái cá dùng hồng cũng được, có phi cũng được, cá gì hết nữa. Cá gì cũng được. Cá loại cá luôn đó. Cá nhà nó thử lòng tâm kho lạc nữa là dầm bằng này nè. Được lòng tâm kho lạc dầm bằng cũng bác sĩ luôn. Anh muốn ăn lòng tâm đi nói. Không mà biết ngon. Biết. Cho muốn hàng sống tốt nó bổ lắm. Trái xong rồi rau mẻ ăn sẽ bệnh. Rau thiên nhiên. Chắc cho đệ con này nghe đệ. Con này là đứa của đệ rồi. Lòng tông này cả nhà. Lòng tông khủng quá. Lòng tông siêu khủng. Ngon nhiều. Cá cá cũng ngọt. Nó không béo bằng cái đó thì nhưng mà nó ngọt. Cái đó thì cực kỳ béo. Quá. Cái lòng tông mà phải lười sướng được. Bự quá à? Bự lắm. Nó kêu mà không bay á. Không bự á. Chúa. Quá ngon. Cực kỳ ngon. Xay mồi nữa chứ đâu. Xay mồi. Đang có dịch xuống chăn là có dịch qua Hồ Lộ Dung. Có đi những cái quán hay là
ăn cái gì á, nhớ yêu cầu người ta làm lẩu bằng, cá ấp kho bằng nữa, ngon lắm. Hay là ở nhà mà có bằng á, ngon cực kỳ. Nóng lên hết sảy. Quá ngon cả nhà. Quá phê. No quá. Để ăn bể này cơm luôn á. Cái món này cực kỳ ngon cả nhà. Kho bằng á, cái giờ làm thử nha. Thì anh em mình xin dừng clip tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà có yêu quý anh em á thì cho anh em mình một like và một lượt đăng ký nha. Để nên anh em mình có động lực làm những video tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà.